Nếu chúng ta hay sử dụng cam để tăng sức đề kháng cho cơ thể cũng như là trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình thì chúng ta cần phải lưu ý những cái vấn đề sau đây để uống nước cam đúng cách nha. Một, không uống nước cam khi đói. Trong nước cam có rất là nhiều axit hữu cơ sẽ làm kích thích màng nhầy của thành dạ dày, dẫn đến cái tình trạng là bào mòn, có thể là viêm loét dạ dày. Hai, không uống nước cam vào buổi tối vì trong cam có chứa hàm lượng vitamin C rất là cao. Nếu chúng ta uống nước cam nhiều vào buổi tối thì cơ thể không thể nào đào thải hết cái lượng vitamin C ra khỏi cơ thể, lâu ngày sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị bệnh thận. 3. Không uống nước cam sau khi ăn. Chúng ta không nên uống nước cam liền sau khi ăn vì trong cam có một lượng đường rất là cao, nó sẽ gây ra cái tình trạng là đường lên men, sình hơi, bị tức bụng, dẫn đến cảm giác là khó chịu. 4. Không uống quá nhiều nước cam mỗi ngày vì chúng ta uống quá nhiều nước cam dẫn đến cái tình trạng là bị dư thừa vitamin C, làm tăng axit oxalic chuyển hóa trong cơ thể, dẫn đến cái tình trạng là hình thành sỏi tiết niệu hay là sỏi thận. Chúng ta nên uống mỗi ngày một ly nước cam để bổ sung vitamin C cho cơ thể. 5. Không nên uống sữa cùng với cam vì trong cam có hàm lượng axit tartaric và vitamin C sẽ gây hiện tượng kết tủa với protein có trong sữa, làm cho cơ thể chúng ta bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, thậm chí là tiêu chảy. Và cần lưu ý, chúng ta không nên sử dụng cam và sữa trong một khoảng cách gần nhau trong một giờ. Ngoài ra, chúng ta cần phải lưu ý, nếu mà sau khi chúng ta ăn những loại thực phẩm có củ cải thì chúng ta nên tránh sử dụng nước cam ngay. Hy vọng có những cái sự chia sẻ của Hope Beauty có thể giúp cho bạn có thêm kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình nhé. Hope Beauty, chăm sóc sức khỏe sắc đẹp cộng đồng.